về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Chào mừng các con đã đến với bài học ngày hôm nay. Vậy là một tiết kể chuyện nữa lại đến rồi. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học kể chuyện, câu chuyện có tên Cô bé và con gấu. Các con sẽ chăm chú lắng nghe video này để có thể biết được rằng nội dung câu chuyện mang đến cho chúng ta là gì nhé. Đầu tiên, hãy cùng quan sát các bức tranh minh họa trong câu chuyện Cô bé và con gấu. Đầu tiên, hãy quan sát các bức tranh minh họa trong câu chuyện Cô bé và con gấu. Trong bức tranh này, có xuất hiện những nhân vật đó là cô bé, con gấu, bố mẹ cô. Điều gì xảy ra giữa cô bé và gấu? À, đó chính là cô bé gặp gấu. Cô chữa chân đau cho chú gấu. Và cuối cùng, chú gấu đã mang đến một bí mật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô kể câu chuyện Cô bé và con gấu để biết được rằng cuộc gặp kỳ lạ giữa cô bé và con gấu to lớn diễn ra như thế nào. Cô bé và con gấu. Xưa, có hai vợ chồng người nông dân sống cùng cô con gái nhỏ trong rừng. Một chiều, bố mẹ đi vắng, cô bé tha thẩn chơi ngoài sân. Bỗng, cô bé thấy một con gấu to lớn đứng ngay trước mặt. Cô bé sợ chết khiếp. Nhưng rồi, cô bé bớt sợ khi thấy gấu hiền lành chìa một bàn chân ra trước, dậm dậm xuống đất. Bàn chân đó đang chảy máu, một cái rằn to cắm giữa bàn chân. Hiểu ý, gấu muốn nhờ giúp, cô chạy vào nhà lấy kim rồi dùng kìm kẹp cái rằn, kéo mạnh ra. Gấu có vẻ hài lòng lắm, nó liếm vết thương rồi lặng lẽ quay về rừng. Buổi tối, khi bố mẹ về, cô bé kể lại câu chuyện khiến bố mẹ cô rất ngạc nhiên. Vài tuần sau, gấu quay trở lại, ôm trong hai chân trước một khúc gỗ. Ông bố hoảng sợ, chạy đi tìm súng, nhưng cô bé ngăn lại và bảo đó chính là con gấu hôm nọ. Gấu đặt khúc gỗ trước mặt cô bé rồi bỏ đi. Thì ra, đó là một khúc gỗ chứa đầy mật ong. Như vậy là chúng ta vừa lắng nghe cuộc kể câu chuyện Cô bé và con gấu. Bây giờ, hãy cùng quan sát lại các bức tranh trong câu chuyện và trả lời câu hỏi ở dưới mỗi tranh. Tranh số 1. Bố mẹ đi vắng, cô bé ở nhà một mình làm gì? Đó chính là cô bé tha thẩn chơi ngoài sân. Vậy thì điều gì bất ngờ xảy ra và khi đó thái độ của cô bé ra sao? À, đó chính là có một con gấu to lớn bất ngờ xuất hiện khiến cho cô bé sợ chết khiếp. Đến bức tranh số 3 nào? Vì sao sau đó cô bé không sợ nữa? À, cô bé đỡ sợ hơn khi thấy gấu hiền lành chìa một bàn chân ra trước, dậm dậm xuống đất. Ý chỉ rằng bàn chân của gấu đang chảy máu vì có một cái rằn to cắm vào giữa bàn chân. Lúc này thì cô bé hiểu ý và đã làm gì để giúp gấu? Cô bé đã chạy vào nhà, lấy kìm, dùng kìm kẹp cái rằn và kéo mạnh ra. Và khi đó thì cái rằn đã được lấy ra khỏi chân của chú gấu. Chú gấu lúc này tỏ vẻ rất đắc ý và lặng lẽ quay đi. Tiếp tục đến bức tranh số 5. Khi bố mẹ về, nghe cô bé kể lại mọi chuyện, thái độ của họ ra sao? Đó chính là thái độ ngạc nhiên. Bố mẹ cô đều rất ngạc nhiên trước câu chuyện hôm nay cô bé gặp phải. Và cuối cùng, gấu đã làm gì để tỏ lòng biết ơn cô bé? Gấu đã quay trở lại, ôm một khúc gỗ chứa đầy mật ong tặng cho gia đình nhà cô bé để tỏ lòng biết ơn, đúng không nào? Như vậy chúng ta có thể thấy đấy, cô bé trong câu chuyện này là một cô bé nhân hậu, tốt bụng, sẵn lòng giúp gấu. Còn gấu trong câu chuyện thì rất thông minh, bị rằn đâm vào chân, biết tìm con người để nhờ giúp đỡ và biết trả ơn con người. Gấu tuy là một con vật nhưng có lòng biết ơn giống như con người. Và câu chuyện đã khuyên chúng ta
đó chính là cần phải có thái độ thân thiện, giúp đỡ các con vật khi chúng không gây nguy hiểm và cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Về nhà, cô hy vọng rằng các con sẽ kể lại câu chuyện này cho người thân của các con nghe nhé. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.